anh Thiết muốn đi chơi vui mà Thiết đã thì phải đi chỗ này nè. Không nên kịp cái clip này ngay dịp lễ hả để mọi người đi chơi á. Mình tức ghê. Vừa có khu vui chơi, vừa có công viên nước siêu to, vừa có khu ăn uống quảng trường bãi biển đỉnh thật cho. Bữa nay á mình là khách mời dự sự kiện mà nói mọi người nghe đây là lần đầu tiên mình đi Phan Thuyết luôn á. Tới đây á là con người hướng nội nhưng mình muốn thay đồ phóng ra đi chơi liền. Say. Tuy giao diện là gương mặt bà cô 34 tuổi nhưng hạ điều hành chỉ là cô gái mới lớn 16 tuổi mà thôi. Để đang trò chơi con nít nè, mọi người lớn chơi được là mình chơi hết. Đây nè, chính là nó. Cái khách tao đồng này là mình thấy tụ họp rất là nhiều bạn nhỏ. Nó bự, nó cao, nó có nhiều ống trượt. Cái góc quay của mình nó sẽ quay từ trên cao cho mọi người xem hết tổng quát chỗ này. Nhưng mà cũng vì vậy khi mà mình tua nhanh thì nhìn nó hơi bị nhức đầu xíu mọi người. Chỗ này tính ra chơi đáng thật sự vì nó rất là nhiều trò ha. Từ những cái trò nhỏ nhỏ cho các bé là cho tới những cái trò hả chơi cảm giác mạnh từ 1 người, 2 người, 4, 5, 6 người cho chung được luôn. Vừa nghe tiếng còi thông báo là mình sống qua đây liền. Vịnh sóng ngầm này hả là nó diện tích hơn 1.000 mét vuông. Đó, bắt đầu có sóng rồi nè. Ở đây có phao đơn và cả phao đôi. Cũng tranh thủ biết đứa chi lắm chứ bộ. Còn bây giờ mình sẽ dắt mọi người đến một cái trò chơi mà mình mê nhất ở trong đây. Theo như mình tự gọi thì đây là xe điện đục ở trên nước. Đối với trò này mình phải chơi tốt bạn, nó càng đông càng vui. Xác định mục tiêu rồi mình phun nước vào mặt nó liền. Trò này thì một ba hoặc mẹ hãy đi kèm chú với lại một bé. Chơi từ sáng tới chiều, nếu mình mệt quá thì qua dòng sông vô tận. Thả cho bản thân kéo dài cái dòng sông này gần 500 mét. Sau khi nghỉ ngơi ăn uống ở khu phố quảng trường thì mình tiếp tục đi chơi tiếp. Hồi sớm là chơi đã đời với công viên nước thì kế bên là khu vui chơi giải trí. Thật ra lần này ghé Phan Thiết mục đích chính của mình đó chính là chụp hình phóng sự cướp. Tao nói ôi ghé vào đây chụp góc nè nó cũng đẹp á, trời xinh lắm mọi người ơi. Từ những cái trò chơi dễ thương cho tới những cái trò chơi kém giết mạnh. Mình là mình sợ nhất cái trò này nè. Người mà rối loạn tình đình lên chảnh xong xuống chắc xỉu. Trong đây có bán nước, có bán đồ ăn luôn nha mọi người. Lạc và Nova World của Phan Thiết chơi từ sáng tới chiều vẫn không biết chán lại gì. Tạm cái khu này nó vừa rộng, nó vừa bự mà nó còn vui. Tạm cái khu này nó vừa rộng, vừa bự, vừa nhiều trò, vừa nhiều khu ăn uống, nhiều khu vui chơi. Mọi người tưởng vậy là hết rồi hả? Không có đâu nha. Ở ngoài quảng trường nguyên cái sân khấu cực kỳ to, nhạc âm. Còn xung quanh sẽ có những cái nhà hàng ha. Ăn mình chơi cho đã xong mình về mình ngủ, sáng mai dậy đi chơi tiếp. Đúng là chuyến này đi Phan Thiết ghé chỗ này chơi là một sự lựa chọn tuyệt vời. Cuối tuần này hai bạn nhỏ được nghỉ học kéo vào đây chơi chắc là sẽ thích lắm luôn cho mặt cây.